Bộ Ngoại giao Việt Nam hôm 7 tháng 2 cho biết quyền chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã gửi điện thăm hỏi đến Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan và Tổng thống Syria Bashar al-Assad ngay sau khi xảy ra trận động đất mạnh 7,8 độ Richter gây thiệt hại lớn ở Thổ Nhĩ Kỳ và Syria. Tin cho hay trong khi đó Bộ Ngoại giao đã chỉ đạo Đại sứ quán Việt Nam tại Thổ Nhĩ Kỳ và Đại sứ quán Việt Nam tại Iran kiêm nhiệm Syria liên hệ với cơ quan chức năng sở tại và bà con cộng đồng người Việt để tìm hiểu thông tin và sẵn sàng triển khai các biện pháp bảo hộ công dân trong trường hợp có công dân Việt Nam là nạn nhân. Anh Lưu Thái Hưng, một người Việt ở Istanbul, nơi cách xa các khu vực bị ảnh hưởng nặng nề bởi trận động đất khoảng 1.000 cây số, cho VOA tiếng Việt biết hôm 6 tháng 2 rằng hiện giới chức Thổ Nhĩ Kỳ đang cố gắng tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn. Bộ Ngoại giao Việt Nam hôm 7 tháng 2 đã đăng các số điện thoại nóng trên trang web của Bộ để công dân Việt Nam ở Thổ Nhĩ Kỳ và Syria có thể liên lạc trong trường hợp cần trợ giúp. Anh Hưng cho VOA Tiếng Việt biết rằng hiện cộng đồng người Việt ở Thổ Nhĩ Kỳ có khoảng 100 người và rằng hình như có một vài người Việt đang sinh sống ở những nơi trường tác động của đồng đất. Hiện chưa rõ là có còn người Việt ở Syria hay không, nhất là sau khi Việt Nam từng mở chiến dịch giải cứu công dân khỏi nước này khi nội chiến bùng phát hơn một thập kỷ trước. Một nhóm phi chính phủ ở Myanmar vừa cho biết tập đoàn Petro Việt Nam nằm trong số các công ty dịch vụ dầu mỏ lớn nhất thế giới đã tiếp tay cho chính quyền quân quản Myanmar, mang lại nguồn thu bất hợp pháp, giúp chế độ này tấn công tàn bạo chống lại chính người dân của mình. Các tài liệu và hồ sơ thuế của doanh nghiệp mới bị rò rỉ tiết lộ rằng 22 công ty dịch vụ dầu mỏ lớn nhất thế giới, trong đó có Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam, tức Petro Việt Nam, đã tiếp tục làm việc tại Myanmar sau cuộc đảo chính của quân đội, giúp cung cấp khí đốt và mang lại doanh thu quan trọng cho chính quyền. Tổ chức Justice for Myanmar phát hiện rằng Petro Việt Nam vẫn đang hoạt động tích cực tại Myanmar và tập đoàn này vừa tuyên bố có hợp đồng sau cuộc đảo chính bất hợp pháp của quân đội Myanmar. Bà Yadana Maung, một phát ngôn viên của Justice for Myanmar, cho VOA biết hôm 2 tháng 2 qua email rằng Chúng tôi lo ngại sâu sắc rằng Việt Nam tiếp tục vi phạm luật pháp quốc tế và các nghĩa vụ theo quy định bằng cách theo đuổi hoạt động kinh doanh ở Myanmar, tiếp tay cho chính quyền quân sự, một tổ chức khủng bố. Có một mô hình rõ ràng là các doanh nghiệp nhà nước Việt Nam ở Myanmar đang cố tình hỗ trợ quân đội Myanmar như Viettel và Petro Việt Nam. Justice for Myanmar phát hiện ra rằng Petro Việt Nam đang hoạt động tích cực tại Myanmar và xác định một công ty con của tập đoàn này là Tổng Công ty Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam gọi tắt là PTSC đã ký hợp đồng với POSCO International vào tháng 6 năm 2021 để thi công chân đế dàn công nghệ trong khuôn khổ giai đoạn 3 của dự án khai thác mỏ SWE tại Myanmar. PTSC cũng đã trực tiếp vận chuyển cuộn vòi áp lực cho công ty dầu khí Myanmar Mogi vào tháng 10 năm 2022. VOA đã liên lạc với Petro Việt Nam và các doanh nghiệp thành viên và đề nghị họ bình luận về phát biểu của Justice for Myanmar nhưng chưa được phản hồi. Một tòa án Hàn Quốc hôm 7 tháng 2 đã ra lệnh cho chính phủ nước này bồi thường cho một người Việt là nạn nhân của sự tàn bạo trong chiến tranh Việt Nam vào những năm 1960 và 70, khi mà khoảng 300.000 lính Hàn Quốc chiến đấu bên cạnh quân Mỹ. Phán quyết đánh dấu sự thừa nhận pháp lý đầu tiên về trách nhiệm của Hàn Quốc đối với những hành động tàn ác trong chiến tranh và có khả năng mở đường cho các nạn nhân khác đòi bồi thường. Tòa quận trung tâm Seoul đã yêu cầu chính phủ Hàn Quốc trả khoảng 30 triệu won tương đương với 23.800 đô la Mỹ, tiền bồi thường và các khoản tiền khác do trì hoãn cho bà Nguyễn Thị Thanh, nạn nhân sống sót trong các vụ thảm sát thường dân của lính Hàn Quốc. Bà Thanh 63 tuổi đã đệ đơn kiện chính phủ Hàn Quốc vào năm 2020 để yêu cầu bồi thường khoảng 30 triệu won, nói rằng bà đã mất người thân và bị thương khi thủy quân lục chiến Hàn Quốc sát hại khoảng 70 thường dân ở quê nhà bà ở tỉnh Quảng Nam, miền Trung Việt Nam vào năm 1968 vào thời điểm đó binh lính đã bắt gia đình nguyên đơn ra khỏi nhà dùng súng và đạn thật đe dọa trước khi bắn chết họ phán quyết nêu theo hãng tin john hậu quả là người thân của nguyên đơn đã chết tại chỗ còn nguyên đơn và những người khác bị thương nặng điều này đã được thừa nhận